Đèn à, màu xanh rất sáng và đẹp, hai loa hai bên màng vải bắt mắt, nói chung là tinh tương, giá chuẩn là 2 triệu cho anh em nhé. Nếu anh em đây, các bác có thể dùng cái này làm đầu phát nhạc cũng tuyệt vời luôn, bởi vì nó chạy được USB. Tôi đang cắm một cái USB 16GB, nếu các bác cắm USB và các bác nghe cả ngày hết nhạc. Nguồn nút bấm CD, nút bấm iPod, USB, radio, volume tăng giảm, nick bài, stop, đốc cắm iPod hoặc là iPhone, đĩa CD các bác đang nghe, đấy là tín hiệu đĩa CD nhá. Dưới cùng là USB, có đường phone ra, đường audio, aux vào, nick bài này, đó. Bề ngang của cái bộ này thì nó tầm khoảng, xem bao nhiêu đây, tầm khoảng 40, chiều cao tầm gần 30, 27, 28. Anh em có thể dùng nghe nhạc trong phòng ngủ, phòng làm việc là sự lựa chọn thiên ý luôn. Góc cạnh đẹp kem, quay mặt sau để các bác nắm được JVC này, Japan Victor. JVC thì nó là của Japan, của Victor. Đây là mặt sau, điện 100V, 35W, hai loa đẹp keng anh em nhé. Mặt sau phải nói là xuất sắc luôn, nó quá tuyệt vời vì nó nhiều tính năng hiện đại. Đó là USB, cục này nó có cả đĩa hình này anh em, thế là nó cục này nó chạy cả đĩa DVD, nó mới có đường video out. Đó là nhiều tính năng kèm nhạc không biết. Anh có sáo ru êm êm trên đồng xanh lúa, nhịp cầu băng qua đưa tới sân rêu xưa thăm hoa bốn mùa. Stop đây để chạy tuner này. Chuyển sang USB.